thôi. Mình khui dùng một con hàng mẫu 7510 coi 5. Con này chưa bán bao giờ cả. Khui dùng một chiếc chết. Bên bên trong. Số viết tác của con này 33D3M72. Con này tra ra là cái i5, coi i5 6300 HQ, RAM của nó 8GB, cứng của nó 500GB. Pin 91W, à không, con này là pin con này là 72, 500GB, không mất cam. Tích keyboard không camera như vậy từ mới đây. Xem nội thất của nó sao. Rồi giới thiệu thế thôi nhé. Giá con này, con này nó quanh 17 triệu. Con coi 7 khoảng 21 triệu. Con này chạy cạc AMD 5170, cạc rời 2GB. Cơ bản
đang có chương trình hỗ trợ nâng cấp lên ổ SSD lắp thêm ổ Intel 180 SSD để miễn phí. Ô, xin chào, cảm ơn.